Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong hai trường đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế 4 sao của tổ chức Green Star Anh Quốc và đạt kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc gia. Chúng tôi cũng tự hào là ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam ký cam kết việc làm với sinh viên dựa trên liên minh chiến lược với hàng nghìn đối tác doanh nghiệp và viện nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 khối ngành. Năm 2020, trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, xét điểm học bạ Trung học phổ thông dựa trên một trong 3 tiêu chí, tổ hợp môn xét tuyển cấp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0, hoặc tổng điểm trung bình cả năm lớp 10-11 và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Truy tuyển đầu vào cho trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các quốc gia, xét tuyển các thí sinh nước ngoài đủ điều kiện học tập và theo diện cử tuyển,